tính toán ngày hôm trước, các con đã nắm được kiến thức của bài so sánh hai phân số cùng mẫu số. Vậy đối với các phân số khác mẫu số, chúng ta sẽ so sánh như thế nào? Thì tiết học ngày hôm nay, cô sẽ giúp các con biết được điều đó qua ví dụ như sau. Cô có hai phân số, 2/3 và 3/4. Các con có nhận xét gì về hai phân số này? Chúng ta thấy đấy, 2/3 có mẫu số là 3, 3/4 có mẫu số là 4. Vậy mẫu số của hai phân số này khác nhau. Để so sánh hai phân số khác mẫu số, chúng ta làm như thế nào? Các con biết không? Chúng ta có nhiều cách để so sánh hai phân số khác mẫu số, nhưng có một cách giúp các bạn có thể tính toán được nhanh hơn, ít mất thời gian hơn khi phải so sánh một lúc nhiều phân số, hoặc là phân số có tử số và mẫu số lớn, thì người ta thường dùng cách quy đồng mẫu số hai phân số. Khi quy đồng mẫu số hai phân số để giúp chúng ta đưa hai phân số này về cùng một mẫu số, rồi sau đó chúng ta chỉ việc so sánh tử số lại với nhau mà thôi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách so sánh phân số 2/3 và 3/4 này bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số. Đầu tiên cô sẽ thực hiện bước quy đồng mẫu số của hai phân số 2/3 và 3/4. Cô biết rằng các con đã nắm được cách quy đồng mẫu số của hai phân số này, nhưng bây giờ cô sẽ giúp các bạn khắc sâu thêm kiến thức cũ. Cô sẽ nhắc lại cách quy đồng mẫu số của hai phân số này nhé. Cô gọi phân số 2/3 là phân số thứ nhất, 3/4 là phân số thứ hai. Đầu tiên cô sẽ quy đồng phân số thứ nhất là phân số 2/3. Khi quy đồng phân số 2/3, cô sẽ lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai, là cô lấy 2/3 nhân 4, cô ra kết quả là 8/12. Sau khi quy đồng phân số thứ nhất xong, cô tiếp tục quy đồng phân số thứ hai. Cô lấy phân số thứ hai, 3/4 cô lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân cho mẫu số của phân số thứ nhất, là cô lấy 3/4 nhân cho 3, cô ra kết quả là 9/12. Vậy các bạn thấy, sau khi quy đồng mẫu số của hai phân số này, chúng ta thấy hai phân số này đều đã đưa về cùng một mẫu là 12. Sau đó cô sẽ so sánh hai phân số cùng mẫu số. Vì 8/12 bé hơn 9/12 nên 2/3 sẽ bé hơn 3/4. Vậy vừa rồi chúng ta vừa thực hiện xong so sánh hai phân số khác mẫu số. Vậy qua cái bài tập này thì chúng ta có thể thấy được rằng muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta sẽ làm như thế nào? Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó. Sau đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. Và đây cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay, so sánh hai phân số khác mẫu số. Để giúp các con có thể củng cố thêm kiến thức của bài học ngày hôm nay về so sánh hai phân số khác mẫu số, cô có một bộ câu hỏi. Các con hãy cố gắng hoàn thành cho cô bộ câu hỏi này dựa vào nội dung bài giảng cô giảng vừa rồi. Nếu có những thắc mắc nào thì các con cứ liên hệ lại với cô sẽ giúp các con giải đáp thắc mắc đó. Cô xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé.